Chương trình Một Tách Trà với An Miên xin kính chào quý vị. Hân hạnh giới thiệu đến quý vị khách mời đặc biệt của chương trình hôm nay là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lâm Kim Oanh. An Miên mời quý vị cùng với An Miên chúng ta gửi lời chào đến giáo sư. Chào giáo sư ạ. Xin kính chào quý vị khán thính giả và chào cô An Miên. Vâng, thưa trước khi mà giáo sư sẽ nói chuyện với chúng ta về đề tài rất là đặc biệt của ngày hôm nay thì An Miên cùng với quý vị xin mời giáo sư có thể cho An Miên và quý vị biết thêm về cái quá trình trong sự nghiệp lẫn hoạt động xã hội của giáo sư. Vâng, hơn một năm nay, nghĩa là bắt đầu từ gần 2 năm 2021, mùa hè 2021 cho tới nay thì chúng tôi làm việc với cơ quan nó gọi là Center for Leadership Development, trung tâm mà phát triển các kỹ năng lãnh đạo cho cấp quốc gia, cao cấp của quốc gia. Đây là những người mà họ muốn tiến lên trong cái con đường phục vụ cho chính phủ liên bang. Thì cứ mỗi lần mà dạy một khóa như vậy nó đòi hỏi rất là nhiều, có khi phải qua tận bên đó ở trong cái campus của họ dạy nguyên một tuần, nghĩa là sinh viên phải về đó, những người lớn đó, họ phải rời gia đình nhiệm sở về đó ở 2 tuần liên tiếp, xong rồi họ về họ áp dụng những cái gì mà họ học trong 2 tuần, rồi 2 tháng sau họ trở về 2 tuần tiếp thì mình làm việc với họ 2 tuần, rồi online trong cái khoảng thời gian rồi trở về lại, thì cứ liên tục như vậy. Thì công việc nó rất là hào hứng nhưng mà cũng đòi hỏi rất là nhiều cái trách nhiệm. Và những cái đề tài trong cái chương trình học đó, mình càng làm việc với họ mình càng cảm thấy là nó rất là hữu ích. Và do đó mình lại dùng những cái đề tài đó làm việc trong cộng đồng, giúp cho những nhóm trẻ, giới trẻ có những cái khả năng lãnh đạo bản thân mình trước, rồi sau đó giúp cho cộng đồng, cho những người chung quanh. Và một trong những cái chương trình mà chúng tôi làm là một cái chương trình dạy online cho các sinh viên ở trong ngành khoa y dược ở Sài Gòn. Và họ học những cái khóa này, họ cho những cái feedback là nó rất là giúp đỡ trong cái đời sống hàng ngày. Và trong những cái chương trình sinh hoạt thì chúng tôi cũng có rất là đóng góp rất là nhiều và giúp đỡ các chương trình dạy Việt ngữ cho các trường chung quanh đây và khắp nơi ở trên Hoa Kỳ. Thì trong cái cuối tuần tới đây sẽ có một khóa online 3 ngày dạy cho các thầy cô giáo. Đây là những người mà thiện nguyện, họ là phụ huynh, họ là những người trong cộng đồng nhưng muốn con em chúng ta tiếp tục giữ tiếng Việt thì họ dạy, nhưng mà tại vì họ không có cái chuyên môn thì mình dùng cái chuyên môn của mình để giúp cho họ những cái cách thức dạy hào hứng hơn. Thì đó là những cái công việc chúng tôi đang làm. Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và thưa quý vị, An Miên cũng nói sơ với quý vị là những chương trình khác An Miên giới thiệu những sự nghiệp và hoạt động xã hội của giáo sư thì An Miên chỉ nói sơ thêm. Giáo sư đã từng giảng dạy của Đại học Cal State Long Beach và giáo sư có học vị là tiến sĩ về giáo dục và tâm lý giáo dục. Và đặc biệt giáo sư là người Mỹ gốc Việt đầu tiên giữ chức vụ cao cấp trong Bộ Giáo dục của Chính phủ Hoa Kỳ. Rồi suốt một chặng đường sự nghiệp dài của giáo sư là giáo sư làm việc với giai cấp lãnh đạo trong liên bang lẫn tiểu bang. Và thưa quý vị, hôm nay chương trình Một Tách Trà của chúng ta phải nói là rất may mắn và vinh dự có được giáo sư đến chia sẻ. Và đề tài hôm nay là một đề tài rất thú vị và có lẽ là chúng ta đã từng biết nhưng chưa hiểu nó là gì. Và ngay cả An Miên cũng vậy, khi giáo sư đưa ra một đề tài, An Miên rất là phải nói là háo hức, hồi hộp vì biết rằng mình cũng là một trong những học sinh xin ghi danh giáo sư để được học về vấn đề chương trình của ngày hôm nay. Thưa quý vị, đó là chủ đề chúng ta nói tới cảm xúc mà tiếng Việt ta thường gọi là trí tuệ cảm xúc. Vậy thì giáo sư có thể nói rõ cho An Miên và mọi người cùng biết ạ. Vâng, thì là chúng ta bình thường đó là biết cái sự thông minh nó đi từ trí óc, là con người có cái khả năng nhận xét một cái vấn đề, suy nghĩ một cách rất là lý luận, logic và sau đó đi tới một cái kết luận. Cái đó thì mình gọi là thông minh về trí tuệ, về trí óc. Rồi bây giờ người ta nhận thấy rằng những người có cái điểm IQ đó là cái thông minh đó, lúc mà họ ở trong trường học rất là giỏi, điểm rất cao, nhưng mà khi ra đời một thời gian rồi họ so sánh những người mà điểm không cao thì là những người kia đó lại có cái sức thành công, cái mức thành công nó cao hơn. Và họ lại không những là thành công trong sự nghiệp mà thành công ngoài đời, nghĩa là
cái sự giao tiếp của họ với những người chung quanh được rất là nhiều người yêu quý, và họ có những cái mối liên hệ tốt với lại đồng nghiệp, với bạn bè và ngay trong gia đình. Trong khi những người rất là thông minh, thành công lúc ở trường, đỗ đạt rất cao, từ từ thì là cái sự mà thành công của họ nó không có tiến nhiều. Thì khi họ bắt đầu họ nghiên cứu tại sao cái gì là có cái sự khác biệt đó, thì họ nói những người mà thành công thật sự ngoài đời là có thêm một những cái yếu tố, và những nghiên cứu đó đi đến cái mà họ gọi là cái thông minh về cảm xúc, emotional intelligence, cái nhạy cảm về cái cảm xúc. Và họ bắt đầu nghiên cứu và họ nói là có một số người tự nhiên họ có cái đó, là cái con người và tính tình, hoặc là được huấn luyện trong gia đình. Nhưng mà có những cái con người họ cần được huấn luyện thì cái đó nó không có khó. Họ nói là cái thông minh về trí tuệ đó, về cái sự suy nghĩ, thì nó là cái bản năng mình sanh ra, mình có cái khả năng đó. Còn cái cảm xúc mình có thể học được và mình có thể trau dồi để mình tăng cái sĩ số đó. Vâng, dạ. Vậy thưa giáo sư, như nãy Amin nghe, không biết Amin có nắm vững hay không, là giáo sư nói là cái người mà thông minh á, là trời cho rồi. Những người ta thường nói là trời cho người đó thông minh quá. Vâng, vâng. Còn cái vấn đề là, quý vị nói là, xin lỗi, vấn đề mà giáo sư nói là những người thành công rất là thông minh thì chưa chắc đã thành công bằng những người tuy rằng họ không thông minh tuyệt vời nhưng mà họ lại rất thành công vào đường đời. Thì thưa quý vị có thể gọi vào đài để chiếu lại chương trình mà giáo sư đã từng lên là trường học và trường đời. Đúng. Thì lúc đó giáo sư cũng có nói một số về cái này, nhưng hôm nay chúng ta đi sâu hơn. Vâng. Vậy thì cái thắc mắc của An Miên á, là giáo sư nói là cái cảm xúc mình có thể huấn luyện được, tức là mình thực tập, thực hành, coi như là phải học hỏi. Vâng. Vậy thì cái cảm xúc đó có phải là Việt Nam mình hay gọi là cha mẹ sinh con trời sinh tánh không ạ? Những cái tánh người này thì nóng, rồi tánh người kia hiền, người nói nhiều, người ít nói. Cái tánh là cái mà như là cái trời sinh ra. Nhưng mà cái thông minh cảm xúc đó là mình ý thức được cái tánh của mình và mình điều khiển được nó. Cái đó là một phần. Cái phần thứ hai là mình ý thức được, mình đọc được cái cảm xúc của cái người đang đối diện mình và tùy cơ ứng biến. Thường thường đó, người ta nghĩa là những cái câu châm ngôn Việt Nam nó rất là hay, nó có cái sự thâm túy trong đó, như là giận quá no mất ngon, giận mất khôn. Giận mất khôn nghĩa là khi mà mình để cho cái cảm xúc giận dữ nó chiếm ngự mình thì mình sẽ nói những cái lời mà mình không có kiểm soát được. Lúc đó mình chỉ nói, mình dùng cái chữ cho hả giận, cho cái cơn giận nó ra ngoài. Nhưng mà khi mình nói cho nó hả giận thì những cái câu đó nó có thể là đi quá độ, làm cho người kia bị tổn thương rất nặng. Và sau đó cái liên hệ giữa hai người đó nó sẽ bị xích mẻ. Trong khi con người mà có cái thông minh cảm xúc, khi mà họ bắt đầu cảm thấy cái cơn giận bùng bùng nữa lên, họ ý thức được. Và khi ý thức được rồi đó, họ có những cái hành vi để mà chặn đứng hoặc là giảm cái cơn giận đó. Đầu tiên hết đó là khi mà mình bắt đầu mình cảm thấy giận, họ nói mình ý thức trong cái con người mình, ai cũng có những cái phản ứng về thể chất, là có người thấy máu chạy dồn lên mặt bừng bừng, hoặc cái cổ nóng, hoặc cái đầu nó cái hai bên mặt đang dựng, tùy theo mình. Thì khi mình ý thức được cái cơn giận sắp đến thì mình nói ồ, tôi đang giận. Khi mình nói tôi đang giận là nó đã giảm rồi, vì mình ý thức cái cảm xúc đó đang đến. Và thay vì mình trả lời liền, mình nói đi ra ngoài uống, hoặc là đi uống một hớp nước, hoặc làm một cái gì đó cho cái khoảng cách. Cái khoảng cách nhỏ đó nó giúp cho mình suy nghĩ lại và mình lựa cái lời mình nói, thay vì mình nói một cái lời mà như là cho nó hả giận, có thể là mạt sát cái người kia. Bây giờ mình nói như thế nào để mà tỏ được cái sự mình không có đồng ý cái nỗi giận đó, nhưng mà trong một cái tính cách gọi là constructive, nó có cái sự xây dựng trong đó. Đó là một cái ví dụ của cái sự thông minh cảm xúc. Dạ vâng. Như vậy thì rõ ràng là cái giận của mình là trời sinh, là bản năng, bản tánh. Amin muốn phân biệt rõ để cho quý vị hiểu rằng là như nãy giáo sư nói là cái thông minh về cảm xúc á, là chúng ta có thể học tập được. Cho nên Amin mới nói rõ lại là trời sinh ra, chẳng hạn như Amin tánh rất là nóng nảy, làm cái gì cũng vội vàng vàng. Nhưng mà nếu có một cái sự gọi là học hỏi, rèn luyện, gọi là trí tuệ về cảm xúc, thì mình phải biết là mình nhanh quá, mình chậm lại, mình nóng quá, mình nguội lại. Cái cảm xúc là ai cũng có, cái đó là tự nhiên. Khi mà có một cái vấn đề gì nó xảy ra
có những cái cảm xúc nó bắt đầu nó khơi dậy trong lòng mình. Cái đó là cái vấn đề tự nhiên ai cũng có, nhưng mà cái sự biểu lộ cái cảm xúc của mình là cái bản chất của mình. Có người thì là khi mà họ cảm cái gì là họ phải toát ra ngoài hết, có người thì khi họ cảm thấy cái gì họ dồn nén. Cả hai cái đều không tốt, dồn nén không bao giờ để cho nó thoát ra ngoài, nó cũng hại bên trong, nó ăn vào tim vào phổi, chứ không phải là đó là cái người mà bình tĩnh trầm tĩnh mà mình vẫn khen. Không phải, nó có cái ảnh hưởng tiêu cực bên trong. Còn giận quá tốt ra hết la ầm ầm cũng không phải là cái điều tốt, vì mình có thể đụng chạm rất là nhiều người. Cái thông minh đây là mình ý thức được cái cảm xúc của mình và mình chọn cái hành vi của mình từ cái lời nói tới cái cách cư xử. Mà đầu tiên là cái sự ý thức, nó kêu là self awareness, mình ý thức là mình đang trong cái cảm xúc đó. Vâng thưa giáo sư, thì nghe giáo sư nói đó thì nói khi nào mình giận mình phải ý thức, nhưng mà An Miên lại thấy cái chữ awareness đó, nó rất rất là khó và rất rất là quan trọng. Thế nào là mình cho là mình hiểu được, biết được với cái mức độ nào ạ? Thì họ nói là ok, bây giờ lần tới đó mà mình bắt đầu cảm thấy giận thì mình ngưng, mình coi thử là cái cảm xúc trong cái cơ thể mình nó đang biến chuyển như thế nào. Có người giận đó, thì tim đập rầm rượt, có người giận đó, thì là một cái dấu hiệu sẽ đó, không ai giống ai hết. Khi mình nắm được đó là những cái cảm xúc nó báo hiệu cho cái cơn giận nó sắp sửa kéo tới, giống như là cái đám mây đó nó kéo tới, mà mình ý thức được cái đó thì cái óc mình nó làm việc. Còn nếu mà mình không có để ý tới và mình không có cái sự ý thức thì là cái óc của mình nó bị tê liệt và mình hành động một cách kiểu như là nó kêu là đột xuất đó, không có ai lường được, chính mình cũng không lường được. Rất là nhiều khi mỗi người chúng ta cũng có những cái trường hợp mà mình nói, mình lỡ lời, mình nói ra cái lời nói ra không có lấy lại được, và mình đã lỡ cái lời đó làm cho tổn thương người khác. Mình có xin lỗi mấy đi, người kia vẫn còn cái tổn thương đó, nó khó lắm. Vâng, vậy khi nói tới trí tuệ cảm xúc thì chúng ta biết rằng là chúng ta có thể rèn luyện và học hỏi, nhưng cái vấn đề là làm sao mà chúng ta có thể áp dụng được những cái cảm xúc của mình. Nãy giáo sư chỉ nói tới là nóng giận, vậy thì trí tuệ cảm xúc có bao gồm là vui thái quá, mừng hay là những cái gì cảm xúc khác của con người không ạ? Vâng, thì cái thường thường người ta để ý tới những cái cảm xúc mạnh mà nó gây những cái ảnh hưởng mà mình không có lường được, thì là thường thường có giận dữ, thất vọng, lo sợ, hoặc là cảm thấy bị nhục. Khi mình cảm thấy bị nhục hoặc mình bị cảm thấy người ta đối xử với mình không đúng, coi thường mình, thì những cái phản ứng đó nó rất tự nhiên. Tại vì sao? Con người cần phải bảo vệ chính của mình. Con người ai cũng có cái ego, cái self ở trong, thì cái đó là những phản ứng tự nhiên. Nhưng mà nếu mà mình cứ để cho cái phản ứng tự nhiên mình nói ô tại vì nó nói những cái lời đụng chạm tới tôi trước, thì không khác gì mình như là những đứa con nít. Mình không có kiểm soát được cái hành vi của mình. Nếu mà trong một cái môi trường làm việc mà người ta nói một cái câu gì mình cảm thấy đụng chạm, mình trả đũa liền, thì nhiều khi cái sự phản ứng đó nó dựa trên cái cảm xúc mình, không chắc là cái người kia cố ý làm tổn thương mình. Và cái sự thành công á, là mình ngưng lại, mình hỏi người kia, anh nói câu đó có ý gì vậy? Thì người kia có cơ hội giải thích. Nếu mà họ giải thích, ô, nó đâu có cố ý tấn công mình đâu, ô, anh ta hiểu lầm về mình, thì đây là cơ hội cho mình giải thích cho anh ấy, thì đó cái sự thành công. Còn mà quạt qua quạt lại liền thì những người trên sẽ thấy đây là những cái người immature, non nớt quá, làm sao mà chỉ huy được. Vâng, đúng vậy, và cứ thổi lửa để bùng lên. Vâng, thưa giáo sư, thì như vậy đó, trong cái vấn đề mà nói tới cái trí tuệ cảm xúc của con người, thì nó có do là môi trường mình sống, rồi cái sự giáo dục, cái văn hóa của mình nó có tạo nên góp phần cho cái vấn đề đó không ạ? Tất cả nó đều ảnh hưởng cái bản chất của mình và cái môi trường sống. Trong cái môi trường sống thì mình có những cái những người chung quanh, mình quan sát họ và mình học hỏi từ họ, thì nó phối hợp cả hai. Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và cảm ơn quý vị đang theo dõi. Xin quý vị giữ màn hình, chương trình sẽ trở lại sau vài phút cho phần thông tin thương mại.